Sáu Diều Bình Dương. Anh vẫn trẻ té luôn các bạn. Thì các bạn, hôm nay anh Tuấn có một con diều sáo mới các bạn, con diều sáo carbon viết chữ gì sáu diều Bình Dương. Rất là đẹp các bạn. Con này chắc 5 mét đúng không anh Tấn? 4 mét rưỡi nha. Vậy mà nhìn to quá ha. Wow, này của nghệ nhân giữ mai luôn nè. Dạ, của bác Chiến mai. Sao? Sao? À, có thương hiệu luôn nè các bạn. Đây, nghệ nhân mai. Em cây, em ký. Chia sẻ cái mối đam mê. Ủa anh Tấn, mà cái này ví dụ mình không có cọp cái sợi dây này nó lên không anh Tấn? Nó có lên nhưng mà con diều nó sẽ không hiền diều. Cái thấy gì mình chứ mình làm diều tre mình đâu thấy đâu có cọp đâu. Nó lạ khác được chỗ đó nè. Thì còn cái đuôi cong lên trong vòng con diều mới tinh lần đầu ở sân bay luôn nha các bạn. Con diều sáo carbon của anh Tuấn 4,5 mét. Dạ. Thank you.
đường luôn. Qua bên đây nè. Khoan khoan từ từ đi kìa. Đã dính nhiều cỏ đó. Sáu diều Bình Dương. Kết. Anh vẫn trẻ té luôn các bạn. Diều nặng lắm các bạn. Kéo anh đi luôn.